và điều phức tạp được giải thích một cách đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều bí mật của những cây thánh giá trên trời. Có lẽ với tư cách là một bằng chứng về sự tồn tại những sức mạnh thuộc thế giới bên kia, không thể nào nghĩ ra được cái gì có tính hiển nhiên thuyết phục đối với người mộ đạo hơn là một hiện tượng hoàn toàn vô hại xảy ra trong khí quyển. Còn việc giải đáp điềm báo khủng khiếp thì không có gì phức tạp. Toàn bộ điều bí mật là ở chỗ, không phải bao giờ chúng ta cũng nhìn thấy trên trời một dạng này hay dạng khác của quần một cách trọn vẹn. Từ vầng mặt trời còn đang xuống thấp đến chân trời hay đã khuất hẳn sau chân trời, chiếc cục dài tỏa sáng kéo dài lên phía trên, đó là hình ảnh biến dạng của mặt trời, đồng thời cũng hiện rõ một phần của quần tròn ở phía trên mặt trời. Chiếc cột tỏa sáng cắt ngang phần quần tròn ấy và làm một chiếc thánh giá to được sáng. Lần khác, quần sáng non tựa như thanh gươm cổ của kỵ sĩ, nó có thể nhuốm đỏ trên nền trời ráng chiều. Từ đó sinh ra những chứng cứ để nhà viết sử cho rằng họ đã nhìn thấy những thanh gươm nhuốm máu ở trên trời. Gabriel Loeb, tác giả cuốn sách Những hiện tượng ánh sáng trong khí quyển, kể rằng ông đã quan sát thấy những cây thánh giá tương tự xung quanh đèn đường ở Leningrad. Tôi đã quan sát được một cảnh tượng thật lạ lùng vào năm 1974, khi tôi nhìn từ cầu Litteinui sang đại lộ Litteinui. Hai dải đèn dọc đường đã tạo ra hai tuyến gồm những thanh gươm rực sáng và những cây thánh giá dài. Độ sáng của các hình ảnh đó lớn đến mức có thể trông chúng rõ mồn một ở cách đèn cỡ vài bước. Lưỡi gươm dài chừng 4-5 mét, cái chui độ 1,5-2 mét. Hai dải đèn đung đưa theo gió đã tạo ra hai dải gươm như được treo trên không trung và chao động như làn sóng. Hiện tượng đẹp hiếm có ấy kéo dài hơn 2 tiếng. Có thể đồng thời nhìn thấy hai cây thánh giá. Bạn hãy hình dung là ở trên trời hiện rõ chỉ các phần thẳng đứng của quần vòng tròn và phần vòng tròn nằm ngang kề với mặt trời. Khi giao nhau, chúng tạo nên những cây thánh giá nằm ở cả hai bên mặt trời. Trong một trường hợp khác, chúng ta nom thấy ở cạnh mặt trời có một phần vòng tròn nằm ngang. Nó bị cột ánh sáng cắt ngang, cột này từ mặt trời hướng lên trên và xuống dưới, và thế là cây thánh giá được tạo thành. Tất cả đều được giải thích bằng những nguyên nhân tự nhiên. Thiên nhiên đa dạng vô cùng trong các biểu hiện của mình. Những biểu tượng bình thường và lạ thường, dễ hiểu và khó hiểu, đã và chưa được giải thích, tất cả đều tuân theo những quy luật và có nguyên nhân vật chất. Ở nơi mà người mê tín nhìn thấy sự huyễn hoặc thì khoa học tìm và phát hiện ra quy luật. Rõ là một cái gì đó cực kỳ bí ẩn, khôn lường, nhưng nếu ta am hiểu thì lập tức điều không giải thích nổi sẽ biến đổi và không còn dấu vết. Ở đây cần nhớ lại lần nữa về tri giác của chúng ta. Khi ta nói về thái độ của con người đối với tự nhiên, về việc con người hiểu và đánh giá tự nhiên như thế nào, thì chúng ta thường ngụ ý đó là thế giới quan, nhưng như thế vẫn còn thiếu. Ở đây tri giác cảm thấy về thế giới nhiều khi đóng vai trò to lớn có tính quyết định. Trong nó chứa đựng những căn nguyên của các khái niệm mê tín ở rất nhiều người hiện đang sống trên trái đất. Đúng, họ biết rằng thế giới tồn tại theo những quy luật nhất định. Họ không tin vào những câu chuyện cổ xưa về những sự thăng thiên kỳ diệu hay về sự sáng thế trong vòng 6 ngày. Nhưng ở đâu đó trong thâm tâm vẫn còn tồn tại một cảm giác chưa giải thích được về sự hiện hữu, thậm chí về sự chờ đợi một cái gì đó huyền bí và lớn lao. Cái có thể xoay chuyển được tiến trình của các sự kiện, ảnh hưởng được đến số phận chúng ta. Điều chưa nhận thức được ấy bộc lộ ra khi người ấy chạm trán với những điều kỳ lạ chưa từng biết đến. Còn nếu như ý thức của người đó còn đang xa lầy, trong những ngõ cụt tăm tối của thế giới do tôn giáo dựng lên, thì có gì đáng ngạc nhiên khi người đó nhìn nhận nhiều hiện tượng của tự nhiên theo một cách hoàn toàn khác. Những dòng ghi dưới đây của một nữ tu sĩ về quần phức tạp có thể là một minh họa rõ ràng cho điều nói trên. Chuyện xảy ra vào năm 1877, khi ấy là tháng giêng, tiết trời giá buốt. Bà ta nhìn thấy ở hai bên mặt trời xuất hiện hai cái đĩa vàng, trong đĩa là cây thánh giá. Hai bên mặt trời treo lơ lửng một chiếc liềm, lưỡi liềm màu xanh, cán liềm đỏ như lửa, còn bản thân mặt trời thì nằm trong một cây thánh giá khổng lồ. Nữ tu sĩ đã nhìn thấy một quần phức tạp, nhưng óc tưởng tượng đã gợi cho bà ta nhìn thấy cả những đĩa vàng và chiếc liềm đỏ như lửa. Nhân đây cần kể rằng, theo báo chí thế giới, phi công vũ trụ Mỹ Conrad, thành viên đoàn phi hành tàu Apollo 12, lúc hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng đã quan sát thấy quần xanh xung quanh ông ta. Người ta vẫn chưa giải thích được những quy luật vật lý nào đã tác động ở trên đó. Những vị thần núi Alper. Tôi đã đọc câu chuyện truyền thuyết đẹp này từ thời thơ ấu. Nhiều năm trước, ở các tỉnh Thụy Sĩ, đã nổ ra một cuộc khởi nghĩa nhân dân.
Hồi ấy đất nước này nằm dưới ách xâm lược bọn ngoại bang. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là ba anh em nọ. Họ là những người dũng mãnh và can trường, những người khởi nghĩa đã dũng cảm chiến đấu vì tự do và độc lập của đất nước mình. Nhưng bọn áp bức mạnh hơn, hàng ngũ những người khởi nghĩa ngày càng ít dần đi. Rồi đến một ngày chỉ còn trơ trọi ba người anh em can đảm. Vừa đánh trả bọn lính ngoại bang hung bạo, họ vừa rút sâu vào trong núi. Khi họ vừa tới được vùng tuyết vĩnh cửu, bọn lính không dám đuổi tiếp nữa và rút xuống núi. Ba người bị đuổi lên núi có thể nghĩ ra một cách gì đó diệt chúng thì sao? Còn ba anh em ở lại trên núi cao, họ thà chết tự do ở đây còn hơn làm nô lệ với đồng bằng. Tình yêu tự do của họ mạnh đến như vậy, và tình yêu đó đã chiến thắng cái chết. Cả ba anh em không chết, mà cứ đi sâu vào trong núi chờ đợi cái ngày vĩ đại khi mọi người sẽ được tự do. Từ đó, họ nghĩ lại ở trong núi và mơ trong giấc ngủ. Họ mơ thấy tự do và hạnh phúc của đất nước thân yêu, mơ thấy tự do và hạnh phúc trên toàn trái đất. Thỉnh thoảng, một trong ba anh em đi xa và leo lên trên đỉnh núi phủ đầy băng giá. Khi đó, những người sống trong các thung lũng nhìn thấy trên nền các đám mây bóng hình khổng lồ của chàng. Chàng ngước nhìn thế giới, rồi sâu muộn trở về với anh em mình. Chàng nói, vẫn chưa, ngày giải phóng vĩ đại còn chưa đến. Cả ba anh em thở dài, và những khối tuyết lở liền ào xuống dưới. Truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết, nhưng đây là một chuyện hoàn toàn không hoang tưởng tí nào. Chuyện đó xảy ra cách đây không lâu lắm và cũng ở rặng núi Alper. Một nhóm nhỏ những vận động viên leo núi đã leo lên một trong các đỉnh núi ở đây. Tất cả đều còn trẻ, ngoài trừ người dẫn đường, một ông lão người miền núi. Nhiều người trong số họ mới đến núi lần đầu tiên. Lúc đầu tất cả đều hăm hở và nhanh nhẹn, nhưng càng leo lên cao càng trở nên khó đi hơn. Chẳng bao lâu sau, ai nấy đều mệt phờ. Chỉ còn ông già dẫn đường vẫn đi như trước. Ông khéo léo nhảy qua các khe nứt, dễ dàng leo vượt các mỏm đá. Đến 2 giờ trưa, khi các nhà thể thao đã lên đến độ cao gần 2 km, một làn gió lạnh từ phía bắc bỗng thổi tới. Bầu trời bị những đám mây đen thẫm đặc bao phủ, mưa bắt đầu rơi lất phất. Nhưng người dẫn đường cho biết là cũng sắp đến chỗ nghỉ rồi. Độ 25 phút sau, họ tới gần một căn lều nhỏ đã đen sạm lại vì thời gian. Trong căn lều có trữ loại nhiên liệu khô, đó là một phong tục trong núi, và mấy phút sau, ngọn lửa đã bùng cháy trong lò. Những nhà thể thao đã tươi tỉnh lại ngồi sưởi ấm, hơ quần áo ướt và nấu bữa ăn trưa. 2 giờ sau, khi trên bầu trời lại ló ra vầng mặt trời độc địa vùng rừng núi, những vận động viên leo núi đã nghỉ ngơi lại sức, quyết định lên cao hơn. Cuối cùng, họ leo lên một trong những đỉnh bên của ngọn núi họ đã trèo. Làn gió mạnh thổi từ phía bắc vẫn dồn những đám mây về phía nam như trước. Lúc ấy, mặt trời đã ngã xuống chân trời, và những tia sáng của nó hắt từ dưới lên chiếu vào mọi người. Rồi điều bất ngờ xảy ra, một trong những chàng trai đó đã vượt lên trước ông già dẫn đường và là người đầu tiên leo lên đỉnh. Ngay lúc ấy, khi anh ta vừa đặt chân lên tảng đá, ở phía đông, trên nền các đám mây hiện lên một bóng người khổng lồ. Cái bóng đó rõ ràng đến nỗi tất cả mọi người đều đứng sững lại như theo một mệnh lệnh. Ông già dẫn đường điềm tĩnh nhìn cái bóng người khổng lồ, nhìn những chàng trai lặng người đi trong nỗi hoảng sợ. Đoạn ông mỉm cười và nói, đừng sợ, vẫn thường thế mà. Rồi ông trèo lên tảng đá. Khi ông lên tới trên đó và đứng cạnh người vận động viên kia, trên những đám mây lại xuất hiện một bóng người khác to lớn bên cạnh cái bóng thứ nhất. Ông già dẫn đường bỏ cái mũ nỉ ấm ra khỏi đầu và vẫy nó. Lập tức, một trong những cái bóng kia lặp lại cử động ấy. Cánh tay to tướng giơ lên đầu, bỏ mũ ra và vẫy vẫy. Khi ấy, người vận động viên cũng giơ cao chiếc gậy của mình. Cái bóng khổng lồ của anh ta cũng làm hệt y như thế. Thật là kỳ diệu. Chẳng bao giờ có thể tin được. Những nhà thể thao leo núi kêu lên. Mỗi người đều muốn nhìn thấy bóng của mình, nhưng chẳng bao lâu, các đám mây đã che lấp mặt trời đang lặn khuất sau chân trời, rồi những cái bóng lạ lùng cũng biến mất đi. Trong lịch sử khoa học, người ta gọi hiện tượng khá hiếm hoi này là bóng ma Brocken, theo tên gọi của núi Brocken ở Tây Âu. Suốt nhiều thế kỷ trước, người ta vẫn quan sát thấy những cái bóng khổng lồ ở trên núi này. Đối với những người mê tín thì đó là những kẻ từ thế giới bên kia đến. Trong dân gian, người ta nói rằng trên núi Brocken đang diễn ra một vũ hội quỷ sứ. Tuy nhiên, những bóng ma khổng lồ trên núi chính là những người đang ở trên núi. Điều đó xảy ra như thế này. Vào lúc sáng sớm, khi mặt trời mọc, bạn leo lên đỉnh núi. Ở phần bầu trời đối diện mặt trời có những đám mây hay sương mù dày đặc. Các tia mặt trời khi xuyên qua đám sương mù ban mai sẽ chiếu sáng thân hình người. Bóng của người đó hắt lên mây,
Và trên đó, như trên một màn ảnh lớn, xuất hiện dáng hình khổng lồ. Mọi người đều biết một điều tương tự. Bạn nhớ điều gì sẽ xảy ra nếu trong căn phòng lớn, bạn đứng giữa ngọn đèn và bức tường gần đèn. Trên tường sẽ xuất hiện bóng của bạn và cái bóng to hơn người thật. Thỉnh thoảng các phi công cũng gặp bóng ma Broken. Khi bay trong các đám mây, họ nhìn thấy ảo ảnh màu xám của các máy bay có vòng cầu vòng bao quanh. Những người đã từng đến miền cực Bắc đều kể rằng họ đã nhiều lần nhìn thấy trên băng xuất hiện những cái bóng lớn. Điều này xảy ra khi mặt trời Bắc Cực nằm ở chân trời, rọi sáng rực rỡ và có sương mù. Thế còn những vòng cầu vòng bao quanh các bóng thì sao? Ta nhớ lại rằng ánh sáng trắng là ánh sáng phức hợp. Nó bao gồm nhiều tia có màu và có thể phân tích ra các hợp phần. Điều này xảy ra trong cơn mưa khi ta nhìn thấy cầu vòng. Các tia sáng của mặt trời phản chiếu từ các giọt nước mưa và được phân tách thành các màu cầu vòng. Sương mù và mây được cấu thành từ những hạt nước rất nhỏ hay những tinh thể băng. Khi các ánh sáng trắng của mặt trời đi xuyên qua giữa chúng, nó cũng bị phân tách thành các hợp phần. Vì vậy mà chúng ta nhìn thấy xung quanh các bóng vần trên núi hào quang. Ngũ sắc giống như cầu vòng vậy. Nhiều người quan sát thấy một hiện tượng tương tự. Vào những đêm có sương mù, có thể nhìn thấy những vòng cầu vòng bao quanh bóng đèn trên các cột đèn ngoài phố. Vào buổi tối mùa đông, bạn hãy nhìn qua ô cửa sổ ô tô có những tinh thể băng nhỏ xíu bao phủ. Khi nhìn các đèn đường, bạn sẽ thấy đèn như được đeo vương miện. Hoặc bạn hãy thử nhìn vào một bóng đèn sáng sau khi để hơi tì hí mắt. Bạn cũng sẽ thấy cái vòng cầu vòng ấy xung quanh bóng đèn. Còn để nhìn thấy vần hào quang quanh đầu mình, bạn chỉ cần dậy sớm vào lúc sương chưa bốc hơi hết khỏi cỏ xanh, ra đứng quay lưng về phía mặt trời và nhìn vào bóng mình trên cỏ. Đó là lý lịch của một trong những hiện tượng quang học trong khí quyển mà nhiều khi khơi gợi ở những người mê tín ý nghĩ về những sức mạnh thuộc về thế giới bên kia. Có lần tôi nhận được một bức thư của một vận động viên trượt tuyết trên núi, một trong số các độc giả của những cuốn sách do tôi viết, trong đó có đoạn: "Cách đây không lâu, tôi có dịp được chứng kiến một hiện tượng tự nhiên hiếm có. Chúng tôi đang tập luyện xuất phát nhanh trong núi. Bỗng nhiên trên khe núi, cao tít nơi chân trời, hiện ra một đoàn người khổng lồ. Họ có số người như chúng tôi. Những hình người hóa thành những cái bóng trên nền tạo bởi sương mù. Tất cả đều minh bạch và rõ nét như hình chiếu trong một màn ảnh lớn vậy. Xung quanh mỗi người khổng lồ đều có một vần hào quang tỏa sáng. Mỗi người chúng tôi đều nhận ra mình trong từng cái bóng ấy." Mặt trời xanh. Một hiện tượng khác thường như màu xanh của các tia sáng mặt trời cũng thuộc về các hiện tượng tự nhiên kỳ lạ có liên quan đến thiên thể ban ngày của chúng ta. Năm 1950, tôi nghỉ tại một trong những trại an dưỡng trên bờ biển Baltic. Người ở buồng bên hóa ra là một giáo viên vật lý, một người nói chuyện vui vẻ, thú vị và rất yêu thiên nhiên. Có lần tôi cùng anh đứng trên bờ dốc đứng thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn. Khí trời thật mát mẻ và trong sáng. Những tia sáng mặt trời phản xạ lại trong biển thành một con đường nhỏ giác vàng dài dằng dặc. Mép dưới mặt trời đã khuất dưới mặt nước. Bỗng nhiên, nhà vật lý nói: "Anh biết không, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy tia sáng xanh đây. Tất cả mọi điều kiện để điều đó xảy ra đều thích hợp. Chỉ có điều là phải nhìn thật chăm chú vào." Anh ta nhắc tôi. Một phần lớn đĩa mặt trời đã chìm xuống biển và vì sợ bỏ qua thời điểm cần thiết, tôi nhìn không rời mắt vào mặt trời. Nó nhanh chóng khuất sau chân trời, giờ chỉ còn lại mẫu cuối cùng của mặt trời. "Nhìn kia!" Cả hai chúng tôi đồng thanh kêu lên. Cái gờ vàng của mặt trời chìm xuống biển, và trong khoảnh khắc ấy, tại chỗ trước đó là mặt trời, xuất hiện một lóe sáng màu xanh rực rỡ. Nó được nhìn thấy gần 2 giây đồng hồ. Có thể quan sát được hiện tượng đẹp đẽ lạ kỳ này của tự nhiên, phần nhiều là ở trên biển, chẳng hạn ở vùng bờ biển Adriatic. Có thể thấy được tia sáng xanh hầu như vào bất kỳ ngày đẹp trời nào, vào buổi sáng lúc mặt trời mọc và buổi chiều khi mặt trời lặn. Các nhà khoa học và những người yêu thiên nhiên đã quan sát được hiện tượng này nhiều lần ở Mexico, Chile, Địa Trung Hải, Bắc Phi, Biển Đỏ. Ở Liên Xô, người ta thường quan sát được hiện tượng thú vị này của tự nhiên tại vùng bờ biển Baltic. Cũng có thể nhìn thấy nó ở những vùng khác nữa. Còn bây giờ, chúng ta nói về những bí ẩn của hiện tượng này. Để phân tích được ánh sáng trắng thành quang phổ, chỉ cần có trong tay một lăng kính thủy tinh. Nhưng các lớp không khí cũng có thể đóng vai trò của lăng kính
Chỉ có điều là không phải luôn luôn có thể thấy được điều đó. Sự phân tích ánh sáng trở nên đặc biệt rõ ràng khi mặt trời hay các vì sao hạ xuống đường chân trời. Nếu nhìn qua ống nhòm vào một ngôi sao nào đó nằm ở chân trời, bạn sẽ thấy ngôi sao đó không phải là một điểm sáng rực rỡ, mà nó sẽ có hình dạng một cây cột nhỏ được trang điểm bằng các sắc cầu vồng. Phần trên của nó có màu tím, còn phần dưới có màu đỏ. Hình ảnh ngôi sao dường như bị kéo căng lên trên và xuống dưới. Đĩa mặt trời được chúng ta nhìn thấy cũng bị kéo giãn ra như vậy. Nhưng kích thước của mặt trời lớn hơn nhiều so với kích thước ngôi sao, và nó lại chiếu sáng rực rỡ. Vì vậy, màu sắc mặt trời không thay đổi một cách rõ rệt. Ở đây, những màu sắc khác nhau chồng lên nhau. Thực chất chúng ta nhìn thấy không chỉ một cái đĩa màu trắng của mặt trời, mà cả một cái đĩa màu chồng lên nhau. Khi chồng lên nhau như thế, chúng phát ra màu trắng. Đồng thời, các mép trên và dưới của mặt trời, ở những nơi các đĩa màu không bị hòa trộn, vẫn có sắc màu. Mép trên có màu xanh lơ, và xanh lơ trộn với xanh lá cây, còn mép dưới có màu đỏ. Vậy bạn đã đoán được các vệt sáng xanh xuất hiện như thế nào rồi chứ? Mặt trời đang lặn xuống đường chân trời, giờ chỉ còn có một dải sáng nhỏ hẹp. Vài giây sau là vầng thiên thể ban ngày sẽ mất hút khỏi tầm mắt. Vào lúc ấy trên đường chân trời chỉ còn các mép trên của hai đĩa màu, xanh lá cây và xanh lơ. Nhưng các tia xanh lơ và xanh lá cây đi qua bề dày của bầu khí quyển trái đất không phải đều như nhau. Các tia xanh lá cây lọt qua đó dễ dàng, còn các tia xanh lơ bị phát tán bởi không khí và hầu như không thấy được mắt ta. Vậy là lúc đó có thể thấy được một mẩu nhỏ màu xanh lá cây của mặt trời. Nếu khi ấy nhìn vào nó qua ống nhòm thì có thể thấy được các dải sáng hẹp, một vầng hào quang màu xanh lá cây viền quanh. Còn khi mặt trời đang lặng biến mất dưới đường chân trời, nó hắt lên tia sáng cuối cùng màu xanh sáng mà mắt thường nhìn thấy được. Tất nhiên, cần có những điều kiện nhất định để điều đó xảy ra. Khi đó không khí phải đủ khô, và điều căn bản là phải trong suốt, chân trời phải rõ ràng, không có mây và sương mù che khuất. Nếu bạn gặp may mắn thì có thể nhìn thấy được cả tia sáng màu xanh lơ. Người ta đã thấy nó vài lần, nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra, chỉ trong điều kiện không khí đặc biệt trong suốt mà thôi. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng bạn sẽ hài lòng với việc nhìn thấy màu ngọc bích trong các tia sáng mặt trời, và nếu tin vào truyền thuyết cổ xưa của người Scotland thì ai nhìn thấy tia sáng xanh dù chỉ một lần trong đời, người đó sẽ hạnh phúc trong tình yêu. Thiết tưởng, hiện tượng thiên nhiên đẹp đẽ này không thể nào có liên quan đến những khái niệm mê tín về thế giới xung quanh. Song, đối với những ai tin vào sức mạnh siêu nhiên thuộc về thế giới bên kia, thì tai họa chính là ở chỗ người đó nhìn nhận theo cách riêng của mình bất kỳ một hiện tượng lạ thường nào, nghĩa là nhìn thấy cái huyền hoặc ở trong đó. Cũng vậy đối với hiện tượng mặt trời tỏa tia sáng màu ngọc bích xuống trái đất. Hiện tượng ấy được tiếp nhận không phải như một hiện tượng hiếm hoi nhưng rất tự nhiên, mà như một điềm báo nào đó của Thượng Đế. Còn có những điều như thế. Ảo ảnh và quần sáng, những bóng ma trong núi, mặt trời nhiều màu sắc, tất cả những cái đó là sáng tạo của chính tự nhiên. Nhưng trong lịch sử còn xảy ra nhiều điều khác nữa. Năm 1914, chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Trên một khu vực của mặt trận Nga-Đức đã xảy ra một điều kỳ lạ. Trên nền những đám mây ban đêm xuất hiện hình ảnh khổng lồ của tượng Đức Mẹ Kadan. Hình ảnh đó rõ đến nỗi hàng ngàn binh lính đều nhìn thấy được. Điều kỳ lạ chưa từng thấy, được đánh giá như điềm báo là thần linh cùng chiến đấu với quân Nga chống bọn Đức. Song khi tin tức về hiện tượng này truyền lan khắp thế giới, một số tờ báo nước ngoài đã vạch trần trò ảo thuật đó. Điều kỳ lạ kia của người Nga hoàn toàn không phải là điều kỳ lạ, không thể gọi nó là chưa từng thấy được. Những quan tư tế thời Ai Cập cổ đại đã từng cho các tín đồ thấy những cảnh tượng tương tự. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của ngôi đền xuất hiện hình ảnh to lớn của các vị thần có hào quang bao bọc. Bằng cách áp dụng những quy luật quan học mà chỉ có họ biết được vào thời gian đó, các viên quan tư tế đã cho những tín đồ của mình thấy được thần linh. Bây giờ, chúng ta đã biết được bí mật của những trò ảo thuật như vậy. Đó là chiếc đèn chiếu, hoặc như người ta gọi trước kia, đèn thần mở ra vào những lúc cần thiết. Một viên tư tế đứng trên mái đền, ông ta đứng ở một vị trí sao cho hình ảnh của ông ta khi đi qua khe hở sẽ đập vào một trong những bức tường của đền. Khi người đó chuyển động, cái bóng to tướng của ông ta ở trong đền cũng chuyển động. Cái khe được đóng lại và hình ảnh biến mất. Để gây được ấn tượng mạnh hơn đối với đám đông, âm nhạc được cử lên trong đền. Mùi của các chất thơm khác nhau thoang thoảng trong làn khí linh thiêng. Sau này, điều kỳ lạ đó của quan học còn phục vụ bọn lừa đảo đủ loại
đâu chỉ một thế kỷ. Mặc dù nhiều người đã biết được bí mật đơn giản của nó bằng sáng chế và đèn chiếu mãi đến năm 1799 mới được cấp. Nhà vật lý Robertson đã sử dụng đèn chiếu để đánh lừa những người mê tín trước khi công bố phát minh của mình. Vào năm 1797, ông tổ chức ở Paris một cuộc trình diễn, trong đó ai có mua vé thì có thể được xem linh hồn của bất cứ người chết nào. Robertson cũng đã từng sang Nga. Trên đường ông trở về ở Polotsk, các giảng viên chủng viện dòng tên đã đề nghị nhà ảo thuật giúp họ răn đe một trong những học viên của chủng viện. Một thanh niên như các đức cha dòng tên nhận xét, có khuynh hướng chính thống giáo. Sau khi thấy được ở một chiếc đèn chiếu một phương tiện tuyệt vời để răn dạy, được sự đồng ý của Robertson, họ đã chiếu cho gã trai xem linh hồn của người cha đã quá cố của gã quỷ sứ bị bắt xuống địa ngục vì gã đã trở thành tín đồ chính thống giáo chứ không phải là tín đồ đạo Thiên Chúa. Sau đó Robertson đã mô tả tỉ mỉ câu chuyện này trong hồi ký của mình, thậm chí ông còn minh họa bằng tranh vẽ của mình nữa. Khi những trò ảo thuật của chiếc đèn thần thôi không còn làm mọi người ngạc nhiên nữa, những kẻ mê hoặc lại nghĩ ra những hình ghê gớm hơn. Tượng Đức Mẹ Kadan chính là một hình ảnh như vậy được chiếu cho binh lính xem ở dạng phóng đại thật to trên nền những đám mây ban đêm nhờ các đèn chiếu. Sau đó nhiều năm, vào năm 1920, trò ảo thuật đó được lặp lại ở trên sông Wisla. Trên trời hiện hiện tượng Đức Mẹ Tenstokovskaya. Tượng Đức Mẹ đã phải đứng ra giúp quân Ba Lan trong một cuộc chiến đấu chống lại bọn Bolshevik. Như chúng ta biết, điều đó chẳng hề có tác dụng gì. Cuối cùng, tôi muốn kể một câu chuyện hiếm có xảy ra trước kia tại một nhà thờ Cơ Đốc giáo Ba Lan. Trong lúc làm lễ, một gã quỷ sứ hiện lên trong bầu không khí. Mặc dù vóc của nó không to, nhưng tất cả những người trong nhà thờ đều nhìn rõ cặp sừng và cái đuôi của nó. Nhiều năm trôi qua, và quỷ lại xuất hiện trong ngôi nhà thờ đó. Sự thật là lần này chỉ có người gác tu viện nhìn thấy nó mà thôi. Nhưng ông ta đã viện hết các thánh ra để thề rằng ông ta không thể nhầm được. Nhưng vào thời đó thì màn ảnh có thể là cái gì đây? Rất đơn giản, khói bốc lên từ các bình hương đã đóng vai trò một màn ảnh. Và trong các cuộn khói đã hiện lên những hình thù sinh ra từ thứ ánh sáng đó trước mắt những người xem đầy sửng sốt. Trong câu chuyện hoàng hậu hiển hiện này, Pan Vodovsky đã trù liệu trước mọi việc. Còn với gã quỷ sứ thì lại là một sự ngẫu nhiên. Có lẽ khi chuẩn bị cho ngày lễ, các thầy tu đã lau sạch gương khỏi bụi bẩn. Trong ngày lễ, nhà thờ được chiếu sáng rực rỡ, làn khói từ các bình hương bốc lên trần nhà và gã quỷ sứ bé nhỏ ẩn trong gương liền xuất hiện trước mắt những người đang cầu nguyện. Nó đã lại xuất hiện lần thứ hai trước mắt người trông coi tu viện trong những điều kiện tương tự và đó là lần hiển hiện cuối cùng của nó. Vị thầy tu hoảng sợ đã quăng cả chùm chìa khóa và những chiếc chìa khóa đã làm hư hại hình khắc chạm ẩn trong bề dày lớp gương. Còn nếu đó là một người mê tín, thì chỉ cần một điều gì đó xảy ra là óc tưởng tượng của anh ta sẽ vẽ nên tất cả những gì có thể có. Một khi trong ý thức của mình anh ta đã sẵn sàng đón gặp quỷ sứ, thì đối với anh ta trong tự nhiên sẽ luôn luôn có sẵn những hiện tượng và điều kiện để nuôi dưỡng cái đầu óc mông lung thần bí của anh ta. Kính chào tất cả các bạn thính giả. Đầu tiên, kho sách nói.com.vn xin gửi đến các bạn lời chúc sức khỏe và thành đạt. Cư sĩ Thích Tiên Phúc rất lấy làm vinh dự và chân thành cảm ơn quý thính giả thời gian qua đã tin tưởng và sử dụng website. Kho sách nói thật sự rất mong muốn phục vụ quý thính giả lâu hơn, nhiều hơn như điều tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Thế nhưng, do kinh phí eo hẹp, chúng tôi không đủ sức trang trải chi phí duy trì server cũng như các chi phí khác. Mặc dù rất lấy làm tiếc, nhưng kho sách nói buộc lòng xin phép tạm đóng cửa trong thời gian sắp tới. Khi nào có điều kiện, kho sách nói sẽ tái khởi động lại, nhưng chưa biết là bao giờ. Vì vậy, trước khi trang web ngưng hoạt động vì thiếu kinh phí, mong quý thính giả hãy download sách về máy tính nghe dần. Nếu chần chừ để đến khi website đóng cửa rồi, thì không còn download kịp nữa. Cư sĩ Thích Tiên Phúc vô cùng xót xa khi buộc phải thông báo điều này cho quý khách. Mong quý khách hết sức cảm thông và bỏ qua. Trân trọng chào bãi biệt. Liên hệ 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Để cho hơi băng giá sinh ra đám cháy. Những điều kỳ diệu của điện trong khí quyển. Tôi nhớ mãi câu chuyện này. Khi đó là vào mùa xuân năm 1941. Một lần vào ban đêm, mẹ tôi thức dậy và vô cùng hoảng sợ. Ngoài sân, giữa đêm khuya thanh vắng, trời sáng như ban ngày. Hơn nữa, ánh bình minh đó
đâu phải hiện lên ở phương đông như mọi khi, mà là ở phía hoàn toàn khác, phương bắc. Mẹ tôi tự nhủ rằng ngày tận thế đã đến như trong kinh Phúc Âm đã phán truyền. Chẳng nghĩ lâu la gì, bà liền đánh thức anh em tôi dậy, đeo thánh giá vào và vội vàng kể chúng tôi nghe về tòa phán xử ghê gớm của Đức Chúa Trời mà có lẽ chỉ vài phút nữa là sẽ xảy ra. Chúng tôi cũng hoảng sợ và suốt đêm ấy không tài nào chợp mắt được. Đến sáng, dân làng đều cho rằng hiện tượng lạ lùng đó báo trước một tai họa to lớn nào đó đang tới gần. Trích thư của một giáo dân trẻ theo phái tẩy lễ Thaanov gửi báo sự thật Komsomol. Cực quang. Trong một bài thơ của mình, Mikhail Lomonosov có viết về hiện tượng tự nhiên này. Làm thế nào để cho hơi băng giá sinh ra được đám cháy giữa mùa đông lạnh lẽo? Người dân phương Bắc thường thấy bắc cực quang. Thật khó mà tìm thấy một hiện tượng nào khác cũng đẹp, hùng vĩ và làm người ta sửng sốt đến thế vì trò tinh nghịch đầy sắc vẻ của các sức mạnh trong tự nhiên. Những vòng tròn khổng lồ rực rỡ và luân chuyển các sắc màu xanh, da cam, đỏ vàng trên trời. Những tấm màn ánh sáng màu xanh ngọc bích nhuốm đỏ treo cao trên bầu trời. Những mũi tên ánh sáng nhiều màu sắc thoát bừng lên rồi tắt đi. Ánh sáng huyền ảo trên trời cao nhấp nháy như ngọn lửa được gió thổi chờn vờn vậy. Nhiều khi cực quang bao trùm suốt hơn nửa bầu trời. Trò chơi kỳ ảo của bao sắc trời kéo dài hàng giờ liền, lúc tắt đi, lúc lại bừng sáng. Tôi nhớ suốt đời cái buổi tối ngày 20 tháng 2 năm 1959, khi ấy tôi từ Moscow đáp tàu hỏa đến một ga ngoại ô trên tuyến đường sắt Yaroslav. Lúc đó đã gần 12 giờ đêm. Khi ra khỏi toa, tôi dừng lại và sững sờ vì bức tranh đang hiện ra trước mắt. Cả vùng phía bắc bầu trời được viền bằng hai vòng cung khổng lồ đu đưa. Một trong hai vòng cũng có màu đỏ sáng rực rỡ, vòng cung kia màu xanh lá cây. Các vòng cung thay đổi hình dạng liên tục và nhanh chóng. Chúng biến đi và xuất hiện, thay đổi chỗ cho nhau. Lấp loá các sắc màu khác nhau, phát ra những tia sáng lung linh rực rỡ. Tôi đã làm quen với hiện tượng cực quang như vậy đấy. Hiện tượng này hiếm gặp trên bầu trời Moscow, nhưng ở các vĩ độ xa hơn về phía Bắc thì mọi người không ngạc nhiên gì với cực quang cả. Đây là một đặc điểm cố hữu trong mọi tri giác của chúng ta. Cứ cái gì hiếm gặp lạ lùng thì dứt khoát phải là một điều gì bí ẩn liên quan đến một sự huyền bí nào đó. Có điều gì xảy ra hàng ngày hoặc được thấy nhiều lần thì đó là lẽ thường, chẳng đáng phải nghĩ ngợi gì cả. Sinh ra trên bờ Bạch Hải, Lomonosov vĩ đại ngay từ thời thơ ấu đã rất quen thuộc với bắc cực quang. Ở đấy, tất cả mọi người đều quen thuộc với hiện tượng này. Nhưng liệu có ai biết được bản chất của nó hay không? Điều bí ẩn đó cứ ám ảnh mãi không thôi nhà tư tưởng sinh ở Cosmoporu. Thâm nhập vào bí mật của những ngọn lửa trời quả là điều quyến rũ. Nhà bác học quyết định tổ chức những thí nghiệm đặc biệt. Nhưng sức mạnh nào đã gây ra cực quang? Lomonosov giả định rằng nguyên nhân chính là sự phóng điện trong không khí loãng. Để tin chắc vào sự đúng đắn của giả thiết đó, ông hút không khí ra khỏi một bình cầu bằng thủy tinh và cho dòng điện chạy qua. Các thí nghiệm đã khẳng định những điều ước đoán của nhà bác học. Lực điện tác dụng trong bình cầu đã được hút không khí, sinh ra các tia sáng, bất ngờ biến mất ngay trong chớp mắt, và hầu như ngay lập tức lại có các tia khác bùng lên ngay chỗ đó, dường như tạo ra một sự phát quang liên tục vậy. Ông đã ghi lại như thế. Sau Lomonosov, các nhà khoa học khác đã nghiên cứu hiện tượng dòng điện truyền qua các khí loãng. Trong các thí nghiệm đó, người ta dùng các ống thủy tinh hàn kín hai đầu để đưa dòng điện chạy qua ống. Người ta hàn các tấm kim loại nhỏ, các điện cực vào cả hai đầu ống. Các dây dẫn từ nguồn được nối vào các điện cực ấy. Khi khí ở trong ống cân bằng với áp suất khí quyển thì nó không dẫn điện, trong ống không phát quang. Nhưng nếu làm loãng không khí trong ống đi, thì từ điện cực này sinh ra điện cực kia ở trong ống, sẽ sinh ra các dòng hạt tích điện bay rất nhanh, tức là bắt đầu có dòng điện chạy qua. Nhờ đó sinh ra sự phát quang do va chạm giữa các hạt tích điện bay nhanh với các phân tử khí ở trong ống. Khí nào? Lúc đầu đó là nitơ và oxy, sau đó người ta sử dụng khí argon và neon. Những ống như vậy được gọi là ống khí thắp sáng. Như ta biết, các loại khí khác nhau sẽ phát sáng khác nhau trong các đèn ánh sáng khí, chẳng hạn như argon phát sáng màu xanh da trời, neon phát sáng màu đỏ. Trong các phòng thí nghiệm, các nhà bác học đã tạo ra cực quang nhân tạo quy mô nhỏ như vậy đấy. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, hiện tượng đẹp đẽ này về bản chất là một hiện tượng điện. Song các thí nghiệm thực hiện với các ống khí thắp sáng vẫn chưa thể lý giải được hết tất cả các đặc điểm của cực quang. Vì sao cực quang lại chỉ quy về các vùng cực của trái đất là Nam cực và Bắc cực?
Chính các phân tử hay các tia nào đã gây ra sự phát quang trong không khí ở trên cao và độ cao ấy là bao nhiêu? Cuối cùng, cần phải giải thích những hình dạng vô cùng phong phú và thay đổi không ngừng của hiện tượng đó như thế nào? Để trả lời những câu hỏi đó, cần phải lý giải một cách khoa học. Ngay từ thế kỷ trước, nhà vật lý người Na Uy Birkeland đã tiến hành thí nghiệm với hình mẫu trái đất. Ông chế tạo một hình cầu tựa như hành tinh của chúng ta, sao cho nó có thể tự hóa được. Ngoài ra, quả cầu đó còn được phủ một lớp sơn có thể phát quang do sự va đập của các hạt tích điện và các điện tử tự do và các ion. Nhà bác học đặt quả cầu này vào trong bình không khí loãng và dùng súng ion bắn phá nó bằng dòng các hạt tích điện. Khi quả cầu chưa bị tự hóa, các hạt đó được bắn tới tấp vào toàn bộ bề mặt bán cầu hướng về phía súng ion và bán cầu đó phát quang. Nhưng khi quả cầu vừa được tự hóa, thì sự phát quang chỉ còn ở các cực từ mà thôi. Như vậy, thí nghiệm này một lần nữa khẳng định mối liên hệ giữa các cực quang và dòng các vi hạt điện tích. Nó còn cho thấy rằng các lực địa từ có tham gia như thế nào đó vào hiện tượng này. Nhưng những hạt điện nào lại có thể gây nên cực quang ở những lớp khí quyển trên cao? Việc tìm kiếm lời giải đáp cho câu hỏi này đã dẫn các nhà khoa học đến với mặt trời. Đã từ lâu, người ta nhận thấy rằng các cực quang đặc biệt hay xảy ra và rất mạnh vào những năm mà số vết trên mặt trời là nhiều nhất. Số lượng và kích thước các vết mặt trời mỗi năm đều khác nhau. Cứ sau khoảng 11 năm, số vết mặt trời là đạt đến mức cực đại, sau đó con số ấy giảm đi, và vào những năm cực tiểu, suốt hàng tháng trời không quan sát được một vết mặt trời nào. Và chính các cực quang lại có liên kết chặt chẽ với hiện tượng rất xa trái đất như thế. Người ta đã xác định được một bằng chứng hùng hồn. Khi một vết lớn bùng lên ở vùng kinh tuyến trung tâm mặt trời, thì sau đó 20 đến 40 giờ, ở trái đất lập tức xuất hiện cực quang. Cùng lúc đó, bão từ bùng nổ lên trái đất. Liên lạc vô tuyến điện ở các làn sóng ngắn bị suy yếu đột ngột. Điện báo và điện thoại trở nên trục trặc. Những chỉ dẫn chính xác của địa bàn bị sai phạm. Nhưng quá trình nào xảy ra trên thiên thể ban ngày của chúng ta vậy? Từ các vùng vết đen, mặt trời phát ra những dòng dày đặc đến các hạt tích điện, các proton, điện từ. Khi tới các lớp không khí loãng bên trên của trái đất, chúng va chạm với hạt khí của không khí, chủ yếu là nitơ và oxy. Các nguyên tử và phân tử của khí đó bắt đầu phát quang và cực quang xuất hiện. Các quá trình này diễn ra ở độ cao chừng 100 đến 800, 900 km, đôi khi còn cao hơn. Nhưng tại sao lại ở các cực? Bởi vì trái đất là một nam châm khổng lồ, như bất kỳ một nam châm nào khác, trái đất được bao quanh bởi một trường các lực từ, và trường các lực từ này ảnh hưởng đến các hạt mặt trời, làm chúng lệch tới các cực. Như ta biết, các cực từ của trái đất nằm gần các địa cực. Vào những năm mặt trời phát ra hạt cực mạnh, người ta còn quan sát thấy cực quang ở mãi về phía nam bắc cực và phía bắc nam cực. Chẳng hạn vào tháng 9 năm 1957, cư dân vùng Astrakhan, thành phố miền nam Liên Xô ven bờ Hắc Hải, đã nhìn thấy cực quang. Tính chất khác thường và hiếm có của hiện tượng cực quang tại các vùng vĩ độ như thế đã gây ra những suy nghĩ mê tín ngay cả hiện nay. Bao thế kỷ đã trôi qua, song các quan niệm thần bí về những hiện tượng tự nhiên khác nhau có thể làm cho con người phải ngạc nhiên thì vẫn còn đó. Có thể liệt trò đùa giỡn của lực điện từ trong khí quyển trái đất vào những hiện tượng đó. Năm 1242, các chiến sĩ của Alexander Nevsky, đại đế, còn đang giao chiến với những hiệp sĩ Teton mang giáp trụ ở trên hồ Tuscola. Bỗng nhiên, giữa lúc hai bên đang hăng hái không phân thắng bại, một phần vòng trời phía bắc đang tối sầm bỗng trở nên sáng chói. Ánh sáng thật lạ thường, dường như đây đó dưới chân trời một cây nấm khổng lồ đã được dựng lên, và ngọn lửa của nó bị gió thổi nghiêng ngả đang chập chờn muốn tắt. Sau đó một tia sáng dài màu xanh vụt cắt ngang bầu trời và biến mất ngay tức khắc. Một khoảnh khắc sau, trên đường chân trời lại xuất hiện một cung tròn sáng màu xanh nhạt. Nó ngày càng trở nên rực rỡ và dâng cao lên. Bỗng từ cung tròn sáng ấy tỏ ra một chùm tia rực rỡ nhảy nhót, màu đỏ nhạt, phớt xanh và tím hoa cà. Ánh sáng kỳ lạ ấy tỏa sáng bề mặt phủ tuyết và các chiến binh. Đêm trời rồi! Những người lính Nga thốt lên, tay vội làm dấu thánh. Sau này, vị sử quan khi mô tả trận đánh trên băng đã nhận xét rằng, vào ngày hôm đó, nhiều nhân chứng đã nhìn thấy trên không trung hàng trung đoàn lính nhà trời tới giúp Alexander Nevsky đại đế trong trận đánh. Cảm quan ấy về hiện tượng tự nhiên bí hiểm này thật phù hợp với thế kỷ 13. Và đây là một ví dụ thời nay. Năm 1941, dân chúng tỉnh Voronezh được tận mắt chứng kiến cực quang, một hiện tượng hiếm có ở vùng Trung Nga này. Cũng hệt như xưa kia,
Những người mê tín coi đó là một điều huyền diệu. Trong bức thư gửi báo sự thật Komsomol khi kể về câu chuyện này, Tesnov nhấn mạnh, mặc dù sau đó 2-3 ngày, các báo đều thông báo hiện tượng cực quang hiếm có xảy ra trên vùng trời tỉnh Voronezh, song rất ít người tin như vậy. Ở đây cần nói chính xác hơn, số rất ít người, ấy là số những người tin vào sức mạnh siêu nhiên. Cực quang vốn là một hiện tượng tự nhiên phức tạp, nhiều điều trong đó còn chưa được giải thích, còn phải tranh luận, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tượng đẹp đẽ này có bản chất điện và gắn liền với các quá trình xảy ra trên mặt trời. Thế còn trò đùa giỡn của cực quang, những cung tròn lấp lóa và những tia sáng lúc bật lúc tắt kỳ dị của nó, hiển nhiên chúng có liên quan đến sự thay đổi cắt lực của trường điện từ, liên quan đến việc dòng các hạt đi từ mặt trời tới không đồng nhất về cường độ. Song, để có thể giải thích sâu sắc hơn những hiện tượng như các vết xung động trên mặt trời và các cung tròn, các hình dạng tỏa sáng của cực quang hay điện vũ của các tia sáng, thì cần phải nghiên cứu sâu hơn về các tính chất điện từ của khí ion hóa, plasma. Việc nghiên cứu cực quang có một ý nghĩa to lớn, nó đem lại cho chúng ta không ít những cứ liệu về các lớp trên cao của bầu khí quyển, về thành phần hóa học của chúng, về cấu trúc mật độ, về các quá trình đang xảy ra ở đó. Việc khảo sát này có ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với liên lạc vô tuyến điện. Vào những năm gần đây, các vệ tinh nhân tạo của trái đất trợ giúp rất nhiều cho việc tiếp tục nghiên cứu cực quang. Các vệ tinh đã cung cấp nhiều cứ liệu quan trọng về trạng thái các lớp khí quyển mà ở đó sinh ra cực quang. Một khoa học gắn bó với cuộc sống sẽ chẳng bao giờ chỉ bằng lòng với việc giải thích một hiện tượng nào đó. Và ở đây cũng vậy, việc nghiên cứu sự phát quang của các khí loãng đã dẫn đến việc tạo nên các nguồn thắp sáng mới, đèn ánh sáng ban ngày. Khi các thần nổi giận. Một ngày hè nóng nực, không khí oi bức đến ngột ngạt. Bầu trời xanh không mây thoảng một làn gió nhẹ đâu đó. Bỗng ở phía chân trời đùng lên một đám mây đen. Độ 20 phút sau, đám mây đã phủ kín bầu trời. Gió mát bắt đầu thổi, những giọt mưa bắt đầu rơi. Rồi chỉ một phút sau, mưa xối xả trút xuống mặt đất. Những tia sáng loằng ngoằng rạch ngang dọc đám mây đen trĩu nặng, đó là chớp dải. Sấm nổi ầm ầm chói tai, những tia chớp chói lọi ngày càng nhàn nhịt hơn. Những tiếng sấm nối nhau ầm vang như súng nổ, cơn dông đang lúc dữ dội. Ở châu Âu, miền Nam nước Pháp và miền Bắc Italia thường hay có dông hơn cả, còn ở Liên Xô là vùng Kapkaz và trung lưu sông Danube. Trên đảo Java ở Indonesia có vùng suốt 322 ngày trong năm là có sấm chớp, còn cơn dông đặc biệt hung dữ ở vùng núi ở các vùng vĩ độ Nam. Có lần ở vùng núi Kapkaz, khi dông tố đang hoành hành, người ta đếm được hơn 1.000 lần phóng điện trong khí quyển trong vòng có một giờ. Để làm quen với những bí ẩn của dông bão, chúng ta cần nhớ lại một truyền thuyết cổ Hy Lạp. Có một thời, chỉ có các vị thần mới có lửa. Khi thần Prometheus còn chưa đem lửa xuống trái đất, con người vẫn phải sống cảnh tối tăm lạnh lẽo như những loài cầm thú. Từ khi có lửa, con người bắt đầu ăn thức ăn được nấu chín, học được cách khai thác và gia công kim loại. Và họ đã có được một trợ thủ đáng tin cậy trong cuộc đấu tranh với các loài ác thú. Zeus, vị thần chúa tể của thế giới, quyết định trừng phạt kẻ ăn cắp lửa. Thần Prometheus bị xiềng vào một vách núi đá hoang vu. Hàng ngày, một con chim ưng lớn bay tới và lấy móng vuốt phanh ngực thần ra ăn gan. Heraclit dũng mãnh để cứu thần Prometheus. Nếu chuyển huyền thoại này sang ngôn ngữ hiện thực thì có thể giả định được rằng con người lần đầu tiên làm quen với lửa là trong cơn dông. Khi phóng xuống đất, những tia chớp làm cháy những vật khô. Sự khiếp sợ và thần phục đầy mê tín trước lửa trời sinh ra trong cơn dông để được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con người tin đó là vũ khí của các thần. Đối với người Hy Lạp cổ đại, thần Zeus là người chiếm giữ vũ khí đó. Đối với người Slav thì đó là thần Berun. Còn đối với các bộ lạc Zetmen, đó là thần Odin. Khi các thần nổi giận, họ phóng xuống đầu loài người những mũi tên lửa ghê gớm. Ngay từ thời cổ đại, tinh thần ham mê hiểu biết của con người đã tìm ra một biện pháp hữu hiệu để tránh cho mình khỏi cơn giận dữ của các thần. 3.000 năm trước đây, bên cạnh các đền thờ ở Ai Cập, người ta đã trồng các cây cột cao đúc bằng đồng dùng để thu những đòn sấm sét. Những cột sét đó cũng được bố trí gần ngôi đền nổi tiếng thờ vua Solomon ở Jerusalem. Ngôi đền này đã tồn tại hơn 1.000 năm nay và chưa hề lần nào bị sét đánh hỏng. Tất nhiên, người ta giải thích đó là nhờ đức nhân từ của các vị thần. Biết bao thế kỷ đã trôi qua
trước khi nỗi hoảng sợ trước ngọn lửa trời phải nhường bước trước khát vọng hiểu biết bản chất của nó. Thế kỷ 18 đã đem lại khám phá đầu tiên về nó khi người ta xác định được rằng chớp không phải là một cái gì khác hơn một tia lửa điện khổng lồ. Nhà nghiên cứu tự nhiên người Mỹ Franklin đã làm thí nghiệm sau khi ông giả định rằng trong đám mây giông cũng phát sinh ra hiện tượng như thế. Ông thả một con diều lên trời và buộc đầu dây vào một chìa khóa to bằng sắt ở hàng rào ngoài vườn. Khi đám mây giông kéo đến, nhà bác học đưa ngón tay lại gần chiếc chìa khóa và ông giật rất mạnh. Giữa ngón tay và chiếc chìa khóa đã sinh ra một tia lửa điện. Bản chất điện của tia chớp đã được chứng minh như vậy. Lomonosov cũng nghiên cứu sự phóng điện trong các cơn giông vào năm 1572 đó, cùng với người bạn là giáo sư Ripman. Ông đã chế tạo được chiếc máy sấm sét, một cái sào đặt trên một cây cao. Trên cái sào đó buộc một thanh sắt được nối với dây dẫn vào trong phòng. Ở đầu dây dẫn, họ treo một cái thước sắt và sợi dây lụa. Thí nghiệm như thế thật là nguy hiểm. Trong cơn giông, chiếc thước sắt tích điện khí quyển mạnh đến nỗi có những tia lửa điện bắn ra từ đó. Năm 1753, Ripman bị sét đánh chết. Lomonosov vẫn tiếp tục nghiên cứu, khẳng định rằng dây dẫn sét làm cho sét đi lệch khỏi công trình cần bảo vệ. Ông đã viết: "Tôi cho rằng nên đặt những mũi tên như vậy ở những nơi con người không lui tới để cho sét tiêu tan sức mạnh của nó vào những chỗ đó, chứ không phải đầu người hay đền thờ miếu mạo." Con đường nhận thức khoa học của loài người thật phức tạp và đầy mâu thuẫn. Trên con đường đó đã biết bao nhiêu những phát hiện bị bỏ rơi, những thí nghiệm bị lãng quên, những tri thức bị bài bác. Và chính ở đây, trên mặt trận chống giông tố, vì quên đi mất những cái cột dẫn sét thời cổ đại, loài người lại đi phát minh lại cái để được phát minh. Đã thế, những tri thức được tìm ra lần nữa ấy phải rất vất vả mới được áp dụng, hệt như những thời xa xưa vậy. Bởi trên con đường đi lên còn sự ngự trị của sự mê tín với mọi biểu hiện của nó. Nhiều khi những ngôi đền bị sét đánh hỏng và điều đó được coi như sự giận dữ của thần linh. Vào thế kỷ 18, trong vòng có 30 năm mà có tới hơn 350 nhà thờ ở nước Nga bị cháy vì sét đánh. Năm 1756, sét đánh vào nóc nhà thờ Petropavlovsky, làm cháy mái vòm nhà thờ và gây hư hại bàn thờ thánh. Một thời gian sau, điện khí quyển lại phá hỏng mái vòm nhà thờ. Chỉ tới khi đó, giới tăng lữ mới chịu nhớ đến những phương tiện chống lại thần linh để chống sét. Lần đầu tiên ở Petersburg và ở nước Nga xuất hiện cột chống sét trên nóc nhà thờ Petropavlovsky. Vậy điều gì đã xảy ra ở đây? Kho sách nói.com.vn xin mời các bạn lắng nghe tiếp. Thực chất, đám mây giông là một ắc quy tích điện khổng lồ. Những điện tích âm tập trung ở phần dưới của đám mây giông, còn phần trên là các điện tích dương. Ngoài ra, các điện tích dương cũng tập trung ở chân mây. Vì sao lại như vậy? Câu hỏi không phải là dễ trả lời. Người ta cho rằng điều đó xảy ra là do các hạt mưa rơi được phun tỏa ra trong không khí. Mỗi một giọt nước mưa đều tích điện. Ở tâm mỗi hạt thường có điện tích dương, còn trên bề mặt là điện tích âm tương đương với nó. Trong đám mây giông luôn luôn có những dòng không khí mạnh bốc lên. Chúng tấp vào những giọt mưa đang rơi và làm các giọt đó tan thành từng hạt nhỏ hơn. Những phần nhỏ bị gió tách ra khỏi nhân chính của các giọt mưa đều mang điện tích âm. Còn các phần lớn hơn còn lại của các giọt mưa bị vỡ ra lại tích điện dương. Những hạt nhỏ và nhẹ hơn bị dòng không khí đưa lên cao, còn những hạt nặng hơn nằm lại bên dưới. Đó là các quá trình phân bố điện tích của bản chất khí quyển ở các phần dưới và trung bình của mây giông. Ở những lớp trên trong các dòng không khí đi lên, các tinh thể băng chuyển động với vận tốc lớn. Khi va chạm vào nhau, chúng bị vỡ nhỏ ra và cũng nhiễm điện. Bụi băng mang các điện tích dương bốc lên trên đỉnh mây, còn các mảnh băng khí quyển lớn hơn điện tích âm lại hạ xuống thấp hơn và tạo ra vùng điện tích âm. Đại thể, bộ ắc quy khí quyển được nạp điện như vậy. Tiếp theo, định luật vật lý bình thường được thể hiện. Các điện tích trái dấu hút nhau. Vì vậy, khi một phần đám mây dung tích điện dương, phần khác tích điện âm, thì cả hai loại điện tích đều cố gắng hấp dẫn lẫn nhau. Và điện tích âm của mây dung và điện tích dương tụ lại trên mái nhà, cây cối cũng hút nhau như vậy. Nhưng không khí, một môi trường dẫn điện kém, lại ngăn trở sự kết hợp đó. Cỗ máy sấm sét của khí quyển được tích điện ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng đã đến lúc không khí không thể còn cản trở sự kết hợp của hai loại điện tích khác dấu đó được nữa, và những tia chớp loằng ngoằng bắt đầu lóe lên ngang dọc bầu trời. Sự phóng điện trong không khí đốt nóng bầu không khí rất mạnh, áp suất không khí tăng lên đột ngột đến hàng ngàn atmosphere. Tiếp theo, sự việc xảy ra cũng giống như sự bùng nổ của các khí bị nung nóng. Ở nơi tia chớp chạy qua, liền sinh ra các sóng hơi do nổ, hệt như trong bất kỳ vụ nổ nào. Đó chính là tiếng sấm.
Tia chớp thẳng nom như một con sông lớn ngoằn ngoèo, có nhiều nhánh phụ vẽ trên bản đồ địa lý. Sự phóng điện trong không khí xảy ra ở những chỗ ít bị cản trở nhất. Chiều dài của các tia lửa điện đó cỡ vài cây số, đôi khi đạt tới hàng chục cây số. Còn có một dạng khác nữa của sét, đó là sét phẳng. Nó tựa như sự lóe bùng ánh sáng điện trong các đám mây. Hãn hữu cũng có khi người ta có thể thấy các loại sét khác nhau như sét hình tên lửa, sét chuỗi và sét hòn. Sét chuỗi giống như hạt cườm sáng chói trên nền các đám mây, sét chuỗi trông giống như một đường chấm chấm. Sét hình tên lửa như chiếc tên lửa được phóng vào không trung. Trong truyện ngắn Tia chớp đen, nhà văn Nga nổi tiếng Kubrin có mô tả một trường hợp thú vị xảy ra trong cơn dông. Đó là một trong những cơn dông khủng khiếp, đôi khi vẫn hoành hành trên các vùng hạ du rộng lớn. Bầu trời không lóe lên các tia chớp, mà có vẻ như là tất cả đều tỏa sáng nhờ ánh chớp lung linh các sắc màu xanh da trời, xanh thẫm và trắng lóa, và không hề nghe thấy một tiếng sấm nào. Và rồi tôi nhìn thấy tia chớp đen, tôi thấy bầu trời mạng phía đông sáng lên giữa ánh chớp. Nó không tắt đi, mà lúc thì tỏa rộng ra, lúc thì thắt lại. Và bỗng nhiên trên bầu trời xanh lung linh những tia chớp lửa ấy, tôi nom thấy rõ lạ lùng tia chớp đen lóe lên trong khoảnh khắc. Lập tức cùng với tia chớp ấy vang lên tiếng sấm kinh hoàng như xé rách bầu trời và mặt đất và ném tôi xuống những mô đất mấp mô. Nhìn thấy tia chớp đen, làm sao lại có thể như thế được? Điều bí ẩn là ở chỗ mắt người ta đã bị chói lóa vì sự nhấp nháy liên tục của ánh sáng rực rỡ, và khi bùng lên như một tia chớp chói lọi hơn nữa, đôi mắt mệt mỏi liền thu nhận tia chớp ấy như một bóng tối không có chút ánh sáng nào. Không thể không nói đến những bí ẩn chưa được khám phá của lửa trời khi đi tìm hiểu nó. Vào thế kỷ trước, nhà bác học danh tiếng người Pháp Camille Flammarion đã thu thập hàng trăm bằng chứng về các vụ sét đánh. Không có vở kịch nào, ông nhận xét, không có trò ảo thuật nào lại có thể đua tranh được với sét về tính bất ngờ khác lạ của các hiệu quả do nó tạo ra. Có vẻ như sét là một vật chất đặc biệt, một cái gì tự hồ nằm giữa những sức mạnh vô ý thức của tự nhiên và linh hồn có ý thức của con người. Đó là một vị thần nào đó khéo léo và kỳ khôi, ranh mãnh và ngốc nghếch, tinh tường hay mù quáng, đầy ý chí hay nô lệ, chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, đáng sợ và khó hiểu. Chúng tôi sẽ không đưa ra những lời giải thích, cứ để cho các sự kiện nói lên chính mình. Độc giả sẽ thấy thú vị hơn nhiều khi tự mình suy nghĩ về một hiện tượng ấy. Tại một thị trấn nhỏ ở nước Pháp, sét đánh chết 3 người lính đứng tránh cơn dông bên gốc cây bồ đề. Cả 3 người lính ấy vẫn đứng như chưa hề có gì xảy ra cả. Sau khi tan dông, những người qua đường hỏi chuyện mà không thấy 3 người lính đáp lại. Họ bèn chạm tay vào 3 người ấy, lập tức cả 3 cái xác đều tan vụn ra như một đống tro tàn. Người ta biết nhiều trường hợp người bị sét đánh chết hay làm cho ngất đi đều bị trụi tóc hoàn toàn. Trong những trường hợp khác, sét đốt sạch quần áo nhưng không mảy may động chạm tới da. Đôi khi sét lại thiêu đốt quần áo lót mà quần áo ngoài vẫn nguyên vẹn. Sét thường giật ra khỏi người ta những đồ vật khác nhau và đưa chúng đi xa. Chẳng hạn, có người bị sét giật cái cốc khỏi tay và ném nó xuống đất. Thế mà cái cốc lại không vỡ và người cầm cốc không hề bị thương. Một cậu bé vác cái nạng gãy rơm trên vai đi từ trang trại ra. Sét giật cái nạng ra và ném nó đi xa 50 mét. Còn những trường hợp được ghi lại thành biên bản đàng hoàng là sét đánh và để lại trên cơ thể người những dấu vết của các đồ vật khác nhau bằng kim loại. Bác sĩ Trendinger ở ngoài ô thành phố Vin, nước Áo, từ ga xe lửa trở về nhà. Đi ra khỏi xe ngựa, ông sờ ví thì thấy chiếc ví đã không cánh mà bay. Ví của ông làm bằng mai rùa, trên nắp có khảm chữ lồng tên họ của ông làm bằng thép, hai chữ D lồng vào nhau. Buổi chiều hôm ấy, ông bị gọi đến chỗ một người nước ngoài bị sét đánh và được tìm thấy khi đã bất tỉnh nhân sự dưới một gốc cây. Dấu vết đầu tiên mà bác sĩ nhận thấy trên tay nạn nhân là chữ lồng tên họ của chính ông như đã được chụp ảnh vậy. Bác sĩ liền quả quyết rằng trong túi nạn nhân nhất định có một chiếc túi làm bằng mai rùa, và điều khẳng định đó đã được chứng thực. Sét đánh vào một cái cây dưới gốc có mấy đứa trẻ đang ngồi, trên mình một em có in dấu hình cây lá như xăm vậy. Khi đánh vào một cung điện, sét gỡ hết lớp vàng mạ trên một chiếc đèn chùm. Người ta còn biết một trường hợp cực kỳ hãn hữu là sét làm chảy cả chiếc hoa tai bằng vàng trên tay một người phụ nữ mà bà ta vẫn hoàn toàn lành lặn. Quả là cũng khó mà tin được những sự kiện đó, song đã có hàng chục, hàng trăm người chứng kiến đại loại. Đành phải thừa nhận là chúng ta hoàn toàn còn chưa khám phá được hết bản chất của các vụ phóng điện khí quyển nguy hiểm ấy. Cụ thể, nói gì được ở đây nhỉ? Đã từ lâu, khoa học chứng minh được rằng bất kỳ một hiện tượng nào trên thế giới này
Cho dù thoạt đầu có vẻ bí ẩn thế nào chăng nữa, rốt cuộc cũng được giải thích theo quan điểm duy vật. Một điều khác nữa cũng đã được làm sáng tỏ, thế giới chúng ta đang sống là vô cùng tận trong các biểu hiện của nó. Vì vậy, chúng ta luôn luôn tìm thấy trong đó cái cần phải nghiên cứu, cái cần phải khảo sát bằng thực nghiệm. Nhận thức của chúng ta không biết đến cái tận cùng. Mỗi ngày và mỗi thế kỷ, chúng ta luôn luôn nhận biết thêm một điều gì mới trước kia chưa từng biết, nhưng những điều bí ẩn bao giờ cũng có. Và ở đây trước mắt chúng ta có một trong những bí ẩn thú vị nhất của tự nhiên mà khoa học cần phải khám phá. Có thể ai mà biết trước được, trong số các bạn, những người đang nghe cuốn sách này, sẽ có một người hiến cuộc đời mình cho việc nghiên cứu xét cái mà tổ tiên chúng ta coi là một vũ khí ghê gớm của các vị thần. Và sau đây là vài lời khuyên để kết luận. Ta biết rằng các vụ phóng điện khí quyển thường nhắm vào các cây cao một đơn lẻ. Đứng tránh cơn giông bão giữa những cây đó là hứng nguy hiểm vào mình. Người nào đi bơi lúc có giông thì thật dại dột, vì đầu người đang bơi là điểm nhô cao nhất đối với sét. Bạn có biết là có một số loại cây cứ như là hút sét vào mình không? Tính ra trong 100 trường hợp, 54 lần sét đánh vào cây sồi, 24 lần đánh vào cây dương, 10 lần đánh vào cây bách tán, 6 lần vào cây thông, 4 lần vào cây lê và cây anh đào. Sét hoàn toàn không đánh vào bạch dương và phong. Tất nhiên, nếu chúng mọc trong rừng hỗn hợp rậm rạp, chứ không lẽ ở chỗ trống. Vì sao vậy? Điều này đến nay vẫn còn là bí ẩn. Không nên trú vào đống cỏ khô trên đồng. Nói chung, ở bất kỳ chỗ nào bằng phẳng và quang đãng, con người rất dễ bị nguy hiểm. Có lần ở Agasker, sét đánh cả vào một cầu thủ bóng đá trong lúc anh ta đang thi đấu trên sân vận động. Các vụ phóng điện khí quyển thường đánh vào ống khói, vì vậy trong lúc có giông, tốt nhất là nên tránh xa các bếp lò. Nguyên tắc này áp dụng cho các vùng nông thôn và cho các tuyến đường dây điện. Người ta biết có những trường hợp sét đánh vào người ở cách đường dây điện 2-3 mét.